để nó sốt nha. Để bên đây cho luôn sang này, kéo một vòng, quay một cuốn rồi nó xuống, cuốn chặt nha. Rồi gạt nó qua, nâng cho bật lên, gạt máy rồi đặt xuống. Khi nào đầy á thì mình tắt, mình ngừng lại. Rồi khi nào đầy thì lấy ra. Rồi đây là cái suốt mình đánh nhiều chỉ rồi nè, cho vào đây, cho vào khe, giữ chặt, cho nó qua cái phần lưỡi gà, kéo thấy tuôn nhẹ, thả không rớt là được ha. Nếu mà nó bị rớt, nó bị tuột, phải xí con ốc này cho nó chặt lại. Rồi xoay kim lên cao, gắn cái cò này nè, vô cái khe này, vô khe này đây. Rồi đây, đó, vô đúng khe nè, vô ngay cốc coi. Rồi, đắp vô. Bàn may. Rồi bây giờ mình gỡ cái này ra, quấn vào đây. Quan nè, chân vịt nó phải nâng lên nhé, nâng cái chân vịt lên. Rồi bây giờ mình cho vô khe này nè, ha, đây, cho vô khe. Đi lên đây, giữ sợi dây nè, kéo nè. Đó, chỉ nó phải mắc lên trên này nhé. À, khi mình giật nè là nó có cái đồng, cái rô tôm nó giật nè là mình xả đúng nha. Rồi cho một hàng đây, à, đây nè, giật vô tôm giật nè. À, giờ bây giờ mới lại cho vô cái cò, xỏ vô cái cò đó ha. Rồi vô cái khoang, vô đây khe kéo sát vô, rồi cho vô khoang dưới đây nữa, rồi xỏ chỉ từ trước ra sau. Mình kéo nó nhẹ nè, hạ cho vịt xuống nè, kéo nặng không đi là sợ đúng rồi nha. Nâng cho vịt kéo nhẹ, hạ cho vịt kéo nặng không đi ha. Rồi bây giờ mình cầm chặt sợi chỉ nè, xoay vô lăng nè, vô lăng nè, đây vô lăng nè nha, xoay vô người mình đó, để mình lôi sợi chỉ dưới lên. Đặc biệt là chú ý là không xoay ngược nha, xoay vô người mình thôi, xoay một vòng, hai vòng, ba vòng gì cũng được, nhưng mà phải xoay vô người mình. Rồi nó cho chỉ hết rồi sao. Đây là độ thưa nhặt, đây là độ lỏng chặt chỉ, đây là độ rộng, số 0 là đường may, đây số 0 là đường may, may. À, số 4 là dứt dắt, 1, 2, 3, 4 đều là dứt dắt, số 2 là dứt dắt nhỏ. Đây, đó. Số 0 là đường may, số 4 là dứt dắt 4 ly, số 2 là dứt dắt 2 ly. Còn đây là số 3 là cái độ dài sợi chỉ nè. Giờ mình cho số 4 thì chỉ nó sẽ dài ra hơn. Đây, đang đường may nè. Đó. Đường may 4 ly nè. Đường may 3 ly nè. Hay đường may 3 ly ngắn hơn, đường may 4 ly dài hơn ha. Đây là độ dài sợi chỉ. Số 0 là may, 1, 2, 3, 4 là dứt dắt. Đây là độ lỏng chặt, đang số 4 là trung bình, là may chỉ dưới, chỉ trên đều đẹp. Nếu muốn chặt hơn, á, vải dày thì mình sẽ phải may chặt hơn, thì xiết lại số 5, số 6. Lỏng hơn thì xiết số 3, số 2. Nhưng mà nói chung là may từ số 4 đổ trở lên, á, không có lỏng hơn nữa đâu. May từ số 4, nếu mà thấy nó lỏng chỉ thì mình xiết lên, còn thấy nó đẹp rồi thôi khỏi xiết, cứ để trung bình là số 4. Còn chỗ này là vặn để chọn kiểu may, kiểu may căn bản là để ngay cái nút đỏ này là căn bản là may, may và dứt dắt là số 0, may số 4 dứt dắt. À, đây là căn bản, còn đây là những cái đường dứt dắt kiểu, khi nào muốn may kiểu nào thì vặn về cái kiểu đó, thì ra những đường dứt dắt thì bắt buộc phải chọn về số 4 nha. Còn bây giờ mình chỉ vừa may vừa dứt dắt bình thường thì để số 0, 0 là may và 4 là dứt dắt.